Chào mừng các bạn đến với rèn luyện tư duy tích cực vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối trên kênh Hương Pomelo Vlog. Đây là những bài viết giá trị của tác giả Trần Đình Hoành, viết trên trang web đọtchoinon.com. Chủ đề hiện tại: luật hấp dẫn. Thực hành luật hấp dẫn. Chào các bạn, luật hấp dẫn có thể tóm tắt giản dị là: điều gì chúng ta nghĩ đến nhiều, nói đến nhiều sẽ trở thành sự thật. Như vậy, luật hấp dẫn là quy luật quan trọng nhất trong đời sống của bạn. Mọi chuyện tốt xấu đều do tâm bạn kéo đến. Câu hỏi cho chúng ta ở đây là: bạn có thực hành luật hấp dẫn thường xuyên không? Trong vòng 3 tháng qua, bạn thực hành luật hấp dẫn mấy lần? 2 lần, 5 lần, 10 lần, không lần nào? Tất cả các câu trả lời bên trên đều sai cả. Mỗi ngày, bạn thực hành luật hấp dẫn cả trăm lần, dù bạn có nghĩ đến nó hay không. Mỗi khi bạn nói, nghĩ đến một điều tiêu cực, bạn tạo ra năng lượng tiêu cực để hấp dẫn điều đó đến. Ngược lại, mỗi khi bạn nghĩ, nói đến một điều tích cực, bạn tạo ra năng lượng tích cực để hấp dẫn điều đó đến. Luật hấp dẫn lạnh lùng như nam châm, không phân biệt bạn nói thật hay nói đùa, suy nghĩ nghiêm chỉnh hay suy nghĩ vẩn vơ, và không phân biệt bạn chú ý dùng luật hấp dẫn hay không hề nghĩ đến nó. Luật hấp dẫn đứng cạnh bạn ngày đêm như là một nô lệ trung thành và hoạt động không ngừng. Mọi điều bạn nghĩ và nói đều được luật hấp dẫn nhận và phóng đại ra ngoài vũ trụ để hấp dẫn chính điều đó tới. Cho nên nếu bạn không nghĩ đến luật hấp dẫn bao giờ, bạn thuộc một trong hai loại người sau đây. 1. Thầy tư duy tích cực, luôn luôn tích cực mỗi giây mỗi phút trong ngày và không cần nghĩ đến luật hấp dẫn. 2. Ngớ ngẩn nghĩ và nói biết bao nhiêu điều tiêu cực trong ngày và để luật hấp dẫn kéo năng lượng tiêu cực vào bạn mà bạn chẳng hề biết. Nếu bạn chưa lên đến hàng thầy thì hãy quan tâm đến luật hấp dẫn thường hơn để cố gắng nghĩ, nói điều tích cực và tránh mọi điều tiêu cực. Chúc các bạn một ngày hấp dẫn. Bài thứ 2: nhớ luật hấp dẫn ngày đêm. Chào các bạn. Trong các quy luật của tư duy tích cực, quy luật quan trọng nhất mà các bạn luôn luôn sử dụng hàng ngày dù muốn dù không và do đó các bạn luôn luôn nghĩ đến nó nhất là luật hấp dẫn. Chúng ta đã nhắc đến luật hấp dẫn rất thường xuyên. Luật này rất giản dị. Điều gì bạn nghĩ đến, mơ đến, nói đến thường xuyên sẽ trở thành sự thật. Tức là tư tưởng của bạn hấp dẫn những điều đó, điều nó tư duy đến với bạn. Nếu bạn nghĩ bạn có tiền, tiền sẽ đến. Nếu bạn nghĩ là bạn thiếu tiền, tiền sẽ thiếu. Nếu bạn nghĩ cuộc đời đẹp, những tốt đẹp của cuộc đời sẽ đến. Nếu bạn nghĩ là cuộc đời khốn nạn, những chuyện khốn nạn sẽ đến. Nếu bạn nghĩ con người rất tốt đẹp, những người tốt đẹp sẽ đến. Nếu bạn nghĩ con người tồi tệ, những người tồi tệ sẽ đến. Nếu bạn ca tụng đạo đức của mọi người xung quanh, đạo đức sẽ tràn ngập. Nếu bạn chửi bới những bất đạo đức xung quanh bạn, bất đạo đức sẽ đến. Luật hấp dẫn theo kiểu nhắc là đến. Dù là nhắc kiểu nào, bạn ca tụng trộm cướp sẽ đến. Bạn chửi bới trộm cướp cũng sẽ đến. Không phải bạn chửi bới mà trộm cướp sẽ không đến. Nói lại, luật hấp dẫn theo kiểu nhắc là đến, dù là nhắc kiểu nào. Cho nên nếu muốn trộm cướp đừng đến thì đừng nhắc gì đến trộm cướp, hãy nhắc một chút thôi. Và tập trung năng lực ca tụng sự thành thật. Nếu sự thành thật đến thì đương nhiên là trộm cướp sẽ phải đi. Chúng ta phải biết sử dụng luật hấp dẫn để hấp dẫn những điều tốt đẹp đến như thế. Như căn phòng có giới hạn nhất định, khi các thùng hoa vào phòng thì các thùng rác bị đẩy ra ngoài để dành chỗ cho hoa. Cho nên chúng ta phải nhớ luôn luôn khen và không chê, luôn luôn ủng hộ điểm mạnh của một người và phớt lờ điểm yếu. Ca tụng thành công, phớt lờ thất bại. Nếu phải nghiên cứu thất bại thì hãy nhìn thất bại như là một bài học quý của cấp tiến sĩ. Nhắc đến cái tốt trong mọi người và khen lờ cái xấu. Nói đến yêu thương, đừng nghĩ đến thù hận. Nói đến hòa bình và đừng nói đến chiến tranh. Nghe có vẻ rất một chiều, nhưng chẳng một chiều thế nào. Con của bạn hay nói dối, thay vì mắng nó và đánh nó hàng ngày vì nói dối thì chỉ khen nó khi nó nói sự thật. Từ từ luật hấp dẫn sẽ mang thành thật đến cho nó. Tự nhiên là nói dối sẽ biến mất mà bạn cần chẳng phải nhắc đến chút nào. Nhắc là đến, đó là luật hấp dẫn. Nếu ta muốn điều gì ra đi thì đừng nhắc nó, nhưng chỉ nhắc điều ngược lại nó.
Muốn gian dối ra đi thì đừng nhắc đến gian dối mà chỉ nhắc đến thành thật. Luật hấp dẫn cực kỳ giản dị nhưng chẳng mấy ai thuần thục, vì chẳng mấy ai có kỹ thuật, có kỷ luật tư duy đủ chỉ hấp dẫn một chiều tích cực và tuyệt đối không nhắc đến điều tiêu cực. Đừng nhắc đến bóng tối, chỉ nói việc thắp đèn và làm việc thắp đèn. Các bạn có hiểu chân lý giản dị này không? Chúc mọi người một ngày hấp dẫn.